Kịch tính cuộc truy bắt nghi phạm đâm cảnh sát ngay trước khi rời Hong Kong sang Anh, 12 phút là tất cả khoảng thời gian mà cảnh sát Hong Kong có khi nhận được cuộc điện thoại thông báo kẻ đâm dao khiến cảnh sát đổ máu đang sắp rời Hong Kong sang London. Anh, sự kiện, tin tức Trung Quốc oang là người dùng vật giống dao đâm bị thương cảnh sát, thật may mắn. Nếu không có cuộc gọi đó, nghi phạm có lẽ đã cao chạy xa bay sang Anh, nguồn tin của cảnh sát nói trên SCMP. Cảnh sát Hong Kong nhận được cuộc điện thoại lúc 23 giờ 43 phút, người báo tin không công bố danh tính. Nói rằng kẻ đâm dao khiến cảnh sát đổ máu đang ở trên chuyến bay rời Hong Kong vào lúc 23 giờ 55 phút. Trước đó, cảnh sát Hong Kong đã truy tìm nghi phạm trên phạm vi toàn thành phố suốt 8 giờ nhưng không có kết quả. Ngay lập tức, cảnh sát trực ở sân bay quốc tế Hong Kong đã lên chiếc máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific để bắt giữ nghi phạm. Vì không có nhiều thời gian, các sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đã phải chạy thật nhanh. Nhảy qua cửa soát vé máy bay, nghi phạm họ Oang, 24 tuổi, bị phát hiện ngồi ở hàng ghế trước hàng so với chiếc ghế in trên vé máy bay. Oang không đáp lời khi bị hãng hàng không gọi tên qua loa, Oang bị bắt ngay trước khi máy bay cất cánh. Cảnh sát phát hiện Oang có mang theo hành lý cá nhân, trong đó có 40.000 đô la Hong Kong, khoảng năm 000USD và hộ chiếu hải ngoại BNO đã hết hạn. Nguồn tin cho biết Oang dùng hộ chiếu Hong Kong còn hiệu lực để lên máy bay. Trước đó, vào lúc 16 giờ, khi cảnh sát tìm cách bắt giữ người biểu tình trên đường phố. Oang là người cầm vật giống con dao đâm liên tiếp vào vai cảnh sát, khiến viên cảnh sát đổ máu. Vì những người qua đường không giúp đỡ, cảnh sát để nghi phạm trốn thoát, chúng tôi lên án hành động bạo lực nguy hiểm như vậy. Nguồn tin của cảnh sát Hong Kong nói trên SCMP, viên cảnh sát trẻ bị đâm dao vào vai sau đó được đưa đến bệnh viện phẫu thuật. Đến nay vẫn cảm thấy đau nhưng không hối hận vì những gì xảy ra, dù tôi bị thương, vẫn còn 30. Không 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 đồng nghiệp khác đang làm nhiệm vụ cho Hong Kong và cho đất nước, viên cảnh sát nói, theo nguồn tin. Cảnh sát Hong Kong đã đưa nghi phạm trở về nhà để mở rộng lục soát, điều tra làm rõ, trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Cha mẹ của Oang phủ nhận người trong gia đình đã gọi điện báo cảnh sát, khiến Oang bị bắt ngay trước khi máy bay cất cánh. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tin Nhanh 24 giờ, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.